Trong hai ngày 23 và 24 tháng 4 năm 2020, Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với nghĩa cử cao đẹp, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại trong toàn thể cán bộ chiến sĩ. Ngoài ra, đợt hiến máu tình nguyện lần này còn có sự tham gia của cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị Bộ Công an đóng quân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt, rất nhiều thân nhân của cán bộ chiến sĩ công an như vợ, chồng, anh chị em ruột cũng hăng hái đăng ký và tham gia hiến máu. Để phòng bệnh COVID-19, phòng lấy máu được bố trí ở hội trường lớn. Những người chờ hiến máu được bố trí ngồi giữ khoảng cách. Các ghế hiến máu được bố trí đảm bảo cách nhau 2 mét. Tất cả mọi người đều được yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và được đo thân nhiệt trước khi vào khu vực hiến máu.